Ok tất cả các anh em nhá, chào mình em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Ngày hôm nay mình có một cái cấu hình PC khá là ngon trên một cái con vỏ cực kỳ là chất luôn anh em ạ. Con vỏ đến từ một cái thương hiệu mà nhiều khi mình nghe đến thận mình lại nhói. Đấy, mình lại thấy thận mình lại thấy nhói đau rồi đấy. Mới nghĩ đến thôi là đã thấy đau thận rồi. Một cái mã vỏ bẻ cá đến từ Lionly nha anh em. Một cái thương hiệu rất là hại thận luôn anh em ạ. Và đây là một cái mẫu vỏ bẻ cá to. Nó có mã là O11 Dynamic Evo nha anh em. Cái con vỏ này là mình nắp theo chỉ thị của anh khách. Và cái tầm tiền mà anh khách anh ấy bỏ ra để chi trả cho cái bộ PC này là khoảng tầm 28 triệu quay đầu nha anh em, 28 triệu quay đầu. Thì trong cái tầm tiền 28 triệu quay đầu đấy, mình nghĩ là sử dụng cái con Lionly này nó cũng chưa được hợp lý cho lắm đâu. Bởi vì riêng cái con vỏ này bây giờ mình bán nó phải rơi khoảng tầm 3 triệu 150 nghìn rồi. Đầu tiên là mình cũng hướng cái sự chú ý của anh khách đến cái con vỏ LV12 hoặc là cái con Mantex Kaiju đấy. Thì trong khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thì nó sẽ phù hợp hơn với cái tầm tiền 28 triệu của anh khách. Mình thì mình thấy là những cái con vỏ khoảng tầm 3 triệu này nó sẽ phù hợp cho anh em build những cái con máy khoảng tầm 450 triệu đổ lên. Chứ còn ví dụ như 28 triệu đổ về thì thực sự là cái giá vỏ này nó hơi cao. Nhưng mà anh khách thì anh ấy nhất quyết anh ấy không chịu. Anh ấy ra chỉ thị cho mình là phải lấy bằng được cái con vỏ này về để build máy cho anh ấy. Thì mình cũng ok thôi anh em ạ. Chỉ sợ là anh em không có đủ tiền để chi trả cho những cái quyết định của mình thôi. Chứ còn khả năng của anh em vẫn trả được bình thường thì mình sẵn sàng là mình tuân thủ và chấp hành thôi. Không vấn đề gì cả anh em ạ. Anh em thích gì cũng được. Cả cả anh em muốn dát vàng vào cái vỏ này cũng ok luôn. Và xin giới thiệu anh em, chủ nhân của cái con PC này là anh Andy Khưu. Anh ấy đang lao động hợp tác ở bên nước ngoài, đang không ở Việt Nam nha anh em. Chắc là đang ở châu Âu thì mình cũng không tiện hỏi là nước nào. Nhưng mà hàng ngày anh ấy vẫn nhắn tin cho mình để lên ý tưởng cho cái con PC này. Thì qua cái cảm nhận của mình khi mà nói chuyện với anh Khưu thì mình thấy anh ấy là một người khá là kỹ tính nha anh em. Anh ấy khá là kỹ tính và cẩn thận anh em ạ. Anh này anh cẩn thận lắm anh em ạ. Anh ấy có một cái câu mà anh ấy dặn mình đến khoảng tầm chục lần. Anh ấy dặn mình là nhớ phải build đẹp đấy nhá. Mà mình khẳng định chắc như là đinh đóng lột vào cột là build đẹp là nghề của em rồi. Anh cứ yên tâm, mình khẳng định đi khẳng định lại biết không biết bao nhiêu lần mà anh ấy vẫn dặn mình là nhớ phải build đẹp ấy. Mà đến đoạn cuối anh ấy còn bảo mình là bác cứ build đẹp đi, mình sẽ tặng quà cho bác. Mình cũng nói luôn là anh build PC của em là tốt lắm rồi, em cũng rất là cảm ơn rồi. Còn quà cáp thì miễn thôi, chứ còn em cũng không cần phải tặng quà đâu. Còn anh cứ yên tâm, build đẹp là nghề của em. Em sẽ chọn cho anh các cái linh kiện tốt nhất này, và sẽ build cho anh cẩn thận, đi dây gọn gàng nhất có thể cho anh, và sẽ cho anh một cái trải nghiệm đáng nhớ với lại cái con PC này. Nói chung là nói qua nói lại thì mình nhận thấy là cái nhu cầu của khách là muốn một cái con PC đẹp. Một cái con PC đẹp. Chứ còn mình cũng không thấy là anh ấy hỏi là cái hiệu năng về làm việc hay hiệu năng về chơi game hay là cái gì. Mình chỉ thấy anh ấy hỏi về cái vấn đề build làm sao cho đẹp thôi anh em ạ. Trong khoảng tầm vài năm trước thì mình thấy anh em build cây nó còn dè dặt. Chứ còn bây giờ anh em build cây bạt mạng lắm. Nói qua về cái con vỏ này một chút thì mình thấy là cái thiết kế cũng như là cái form nó cũng kiểu kiểu như là những cái con vỏ bẻ cá bình thường. Nó như kiểu mấy cái con NV12 hay là Mantex Kaiju. Nó cũng có mặt hông, mặt đáy cũng như là mặt nóc để cho anh em nắp fan. Và với cái con Lionly này thì mình thấy cái hệ thống fan này sẽ có một cái giá nha anh em. Một cái giá này để anh em có thể bắt fan. Anh em bắt fan xong thì anh em sẽ lắp vào cây. Đây là một cái thiết kế mình thấy nó rất là tiện dụng luôn. Anh em lắp fan rất là dễ dàng, chứ không như những cái mã vỏ khác. Những cái mã vỏ khác ấy là anh em sẽ bắt fan trực tiếp vào vỏ cây này. Anh em cứ phải lật lên lật xuống rất là bất tiện luôn. Cái con này mình thấy có cái vỏ hộp này khá là hay này anh em này. Cái hộp này thì nói chung là nó cũng không đáng giá lắm đâu. Nhưng mà nếu như mà anh em nào mà thích vọc vạch ấy, thích build PC đấy, thì để đựng ốc cũng khá là tiện nha anh em. Để đựng ốc để build PC khá tiện luôn. Và đây là cái hệ thống fan. Cái fan này là người ta lấy nguồn cảm hứng từ Lionly nha anh em. Và cái điều mà mình hằng mong ước bao lâu thì nó đã đến. Có fan thổi ngược rồi nha anh em. Đây cái fan thổi ngược đây. Nên là bây giờ mà build PC trên cái mã này thì khá là đẹp luôn anh em ạ. Từ lúc mà mình build PC trên cái mã fan này thì mình thấy bây giờ anh em bán khá là nhiều nhá. Nhưng mà không biết là người ta đã bán fan thổi ngược chưa.
bên phân phối người ta vừa mới chào hàng mình, mới về cái mã thổi ngược này. Đấy, từ bây giờ trở đi thì anh em sẽ không còn phải nhìn thấy cái đường xương phan nữa nha anh em, nhìn rất là thô luôn. Nói chung là cái con này thì không bao giờ có thể so sánh với liền ni được. Nhưng mà nếu như mà anh em không có đủ kinh phí để lắp full liền ni thì đây cũng là một cái cứu cánh khá là tuyệt vời cho anh em ấy. Anh em lắp cái con phan này vào những cái vỏ bè cá cực kỳ là đẹp luôn. Mà đặc biệt bây giờ nó có phan thổi ngược nữa thì quá là điều tuyệt vời anh em ạ. Ở đây mình nhập một thùng là có 60 cái phan thôi, với lại mấy cái bộ lối dài cho nguồn. Và cái bộ này là bộ cong nha anh em. Cong thì anh em sẽ dễ chạy hơn. Đấy, trong đây nó sẽ có lẹp này. Anh em về anh em nẹp vào thì nó sẽ đẹp, chứ còn không nẹp thì nó sẽ tua rua, nó sẽ rối loạn như này. Anh em nẹp vào sẽ đẹp. Vỏ bọc bên ngoài thì khá là hoàn hảo rồi, phông bạt thì rất là chất rồi. Còn nội thất ruột gan đồng mề thì sao? Thì đây xin giới thiệu anh em, đây là tất cả các linh kiện mà mình build cho anh khách nhá. Thì linh kiện đầu tiên sẽ là một con mên, một cái con mên B660 quốc dân. Con này thì bây giờ mình cũng chả biết phải nói gì nữa anh em ạ, bởi vì mình cũng đã giới thiệu cho anh em trên rất là nhiều các video khác nhau của mình rồi. Nhưng mà có một điều ngày hôm nay mình bắt buộc phải nói với anh em là cái con mên này thì hiện tại trên thị trường nó gần như là đã tuyệt chủng nha anh em nhé, gần như là đã hết mên mới để bán rồi. Cái đợt trước khoảng tầm 2-3 tuần trước thì cái chị kinh doanh bên nhà phân phối, chị có báo với mình là cái mã B660 dốc trích trừ A gaming wifi D4 này này là hàng bây giờ không về nữa, và nhà phân phối thì người ta đang clear và người ta chuyển dần sang những cái mã B760. Đấy là một cái điều rất là tiếc nuối với bản thân mình anh em ạ. Khi mà mình build PC thì đây là một cái con bên cực kỳ là tuyệt vời nha anh em. Nó hội tụ được gần như là tất cả những yếu tố mà mình cần, giá thành hợp lý này. Con này bây giờ nó chỉ khoảng tầm 4,2 triệu thôi, và nó là một cái dòng mên của Asus mà mình lại cực kỳ thích cái phần mềm Armory Crate của Asus anh em ạ. Và có một cái ưu điểm nữa trên cái con mên này là nó có rất là nhiều các cái cổng sinh nét 5V cũng như là cái cổng để cho anh em cắm fan, rất là nhiều luôn nha anh em. Nên là nó rất phù hợp cho anh em có nhu cầu build những con PC kiểu dạng vỏ bè cá đấy anh em ạ. Vỏ bè cá mà nó có nhiều fan nét nằm lùa đấy thì nó rất là tiện luôn. Mấy cái cổng fan cũng như là cổng sinh nét này người ta bố trí rất là hợp lý nhá. Nói chung đây là một con bên khá là nhiều ưu điểm anh em ạ. Ngoài ra thì cái con này nó có hỗ trợ wifi và bluetooth này, có cổng type C, hai cổng type C luôn này anh em. Ngoại hình của cái con bên này nó khá là đẹp, anh em build đen hoặc build trắng hoặc build trắng đen thì nó cũng đều ok hết. Mà form của nó thì lại là form to, form ATX, rất hợp với lại cái con vỏ bè cá ngày hôm nay. Khoảng tầm 2 tuần trước thì mình cũng vét được khoảng tầm 15 con cuối cùng của nhà phân phối. Thì đến thời điểm hiện tại mình cũng bán nát đác được gần hết rồi, chỉ còn 3 con nữa thôi. Nên là nếu như mà anh em nào mà có nhu cầu build trên con bên này thì anh em cứ con lách cho mình nhé. Còn ở trên thị trường thì anh em cũng có rất là nhiều các cái sự lựa chọn khác nhau, hãng khác thì cũng rất là nhiều. Đây là mình đang nói riêng về cái hãng Asus này thôi. Còn về phần chip đây thì anh khách của mình anh ấy lựa chọn một cái con i5 12600K, một cái con chip 10x16 luồng, xung thì cũng khá là ok. Con này thì mình cũng đã lên cho anh em trên rất là nhiều các video khác nhau của mình rồi, nên là thôi hôm nay mình cũng chỉ giới thiệu. Cái lắp chip này anh em để ý nhé, là nhiều khi này này, cái gông này này nó lại lệch ra bên này hoặc là nó lại lệch hẳn ra bên này, nên là nhiều khi anh em ấn vào thì nó sẽ kiểu nó sẽ không cân bằng và nó sẽ không an toàn đâu. Nên là anh em để ý cái gông này này, cái đầu này đấy, hai cái nguyên này này, anh em để bằng như này thì anh em hãng ấn nó sẽ an toàn hơn. Còn với con 12600K này thì mình nghĩ là cũng không cần thiết phải dùng đến cái tự nhiên lại quên đi nhỉ, cái chống cong chip ở đâu nha anh em. Còn về phần RAM đây thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng 4 thanh XBG D50 đến từ Arata. Nếu như mà anh em muốn một cái mã RAM vừa bền, vừa bảo hành cao, vừa giá rẻ, chế độ LED thì chuyển màu đều và đẹp, thì mình nghĩ là anh em không thể nào mà thoát ra khỏi cái mã XBG D50 đâu anh em ạ. Một cái con RAM trong thời điểm hiện tại giá rất là rẻ thôi, nó chỉ khoảng tầm trên 600 thôi, nhưng mà nó hội tụ được rất là nhiều các cái yếu tố tốt đẹp nha anh em. Những cái gì tinh hoa về RAM thì nó cũng đều có ở trên cái mã này anh em ạ.
Nói chung là mình nói cũng hơi quá, nhưng mà cái quan trọng là giá nó rẻ đi. Nên là mình gọi đây nó là một cái mã RAM thần thánh rồi anh em ạ. Một cái mã RAM kinh điển luôn. À mà mình thấy cái con RAM này nó có một cái điểm mà khá là hay, là ở trên những cái mã khác ấy, thì khi mà mình XMP lên, nhiều khi máy bị màn hình xanh, mình phải giảm cái bớt RAM xuống. Nhưng mà với cái mã này thì anh em cứ XMP thoải mái nha anh em nhé. Và cái mã này nó rất là lành. Mình bán hàng trăm con rồi và chưa thấy con RAM nào nó bị lỗi, dù chỉ là một lỗi nhỏ nha anh em. Còn về phần ổ cứng đây, trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một cái con LV2 500GB thì mình thấy là nó chỉ vừa đủ cho cái nhu cầu giải trí chiến game của anh em thôi. Chứ còn để mà làm việc thì mình nghĩ là chắc là nó cũng hơi thiếu. Còn nếu như mà anh em chơi game nhiều thì nó chắc là nó cũng hơi thiếu. Và mình cũng có bảo với anh khách là anh thử xem là cân đối kinh tế xem anh có lên được con 1T không, thì anh bảo là thôi anh ấy lắp con 500GB thôi, còn sau này có nâng cấp thì anh nâng cấp sau. Còn về phần nguồn đây, một cái đại diện hết sức là quen thuộc đến từ Deepcool, con này là PK750D nha anh em, chuẩn 80 Blood Brown. Con này thì giá thành nó khá là hợp lý thôi, con này 1450, rẻ hơn con BM thì nó xịn sò hơn nhưng mà giá nó chát hơn. Con này thì mình cũng đã kiểm định chất lượng rồi, build cho anh em trên rất là nhiều cấu hình rồi, thấy nó khá là ok, hiệu năng các thứ. Còn về phần ngoại hình của nguồn thì nói chung là thực ra là nhiều anh em cũng chả quan tâm lắm, bởi vì nguồn nó toàn giấu đi thôi. Nhưng mà về hiệu năng độ bền hay là nhiều cái vấn đề khác thì mình thấy con này khá ổn nha anh em. Tiếp theo là VGA, một cái linh kiện không thể thiếu trong các cái bộ PC chiến game. Thì mình sẽ sử dụng cho anh khách một cái con VGA hàng 2ND, hàng đã qua sử dụng nha anh em. Con này nó có mã là GTX 3070 Ti, Ultra Wide, OC 8GB, một cái con e-game đến từ Colorful nha anh em. Nói chung là hàng đã qua sử dụng thôi, nhưng mà còn khá là sạch và đẹp nha anh em. Cái mặt này thì nó cũng chưa bị cháo lòng nhiều đâu. Nhiều con Ultra Wide nó cháo lòng kinh khủng lắm, nhưng mà cái con này thì nó cũng bình thường thôi anh em ạ. Mặt trước thì mình chưa vệ sinh trước thì đâu nha anh em, vệ sinh thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mặt chặn này, mặt chặn này. Đấy. Mặt trên này. Mặt này mặt gì đây? Mặt sau này. Anh em nhìn có còn ổn không? Nói chung là rất là nhiều anh em hỏi mình là hàng bán ra có phải là hàng trâu cày hay không. Thì nói thật sự với anh em là những cái con cạc bình đời cao trên thị trường bây giờ đấy thì nó khả năng nó là trâu cày rất là nhiều. Nhưng mà anh em mua thì anh em cũng chỉ mua được một bộ PC thôi. Còn mình bán thì nói thật với anh em là ngày mình bán mấy bộ mà cứ cộng vào một tháng một năm thì mình bán rất là nhiều. Nên là cái nguồn hàng mà mình nhập vào để bán cho anh em ấy thì mình cũng phải kiểm định rất là kỹ càng. Kể cả có là trâu hay người dùng ấy thì cũng phải trải qua cái quy trình test của mình. Nó ngon thì nó đáp ứng được những cái tiêu chí của mình thì mình mới nhập về mình bán cho anh em nhé. Chứ còn máy nó mà lỗi ấy, thì mình còn sợ gấp 10 anh em cơ. Đây này anh em này, cái này nó vẫn còn ni lông này anh em. Còn anh em bây giờ anh em cứ hỏi là có phải hàng trâu hay không, thì nói thật sự anh em là mình cũng, kể cả hàng người dùng mình cũng khẳng định là hàng trâu. Bởi vì nói thật với anh em là có những cái con trâu nó còn đẹp hơn cả hàng người dùng cơ. Cái con Ultra Wide này thì mình thấy là khá hợp với này các cái mẫu vỏ bẻ cá anh em ạ. Còn phần tản nước đây, thì đầu tiên anh khách anh chốt cái con tản 2 fan lấy vỏ Li&Li ATX đời mới, nhưng mà lại lựa chọn một cái con tản nhiệt Đức 2 fan thì mình thấy nó cứ kiểu kỳ kỳ làm sao anh em ạ. Nên là mình đã động viên anh ấy lấy luôn một cái con tản nhiệt Đức 3 fan, lắp nó vừa đẹp mà sau này đỡ phải đổi nó lằng ngoằng. Mình khuyên là mình trách nhiệm của mình tư vấn thì mình khuyên thôi, chứ còn khách hàng có đổi hay không thì thực ra là nó cũng không quan trọng với mình lắm đâu. Anh em build cái gì cũng được. Đầu tiên thì anh khách anh ấy không lấy cái mã 3 fan. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian hình như là nửa ngày hay một ngày suy nghĩ đấy, thì anh ấy có nhắn tin lại cho mình, quyết định lấy một cái con 3 fan. 3 fan thì mình cho anh ấy một vài cái lựa chọn, thì anh ấy chọn cái con LS720 này. Nhưng mà nó là bản SE nha anh em. Bản SE thì cái ngoại hình, cái mặt bờ lốc này, mấy này cái hiệu năng, bơm biết các thứ thì nó không được bằng bản LS720 bình thường. Nhưng mà với con 12600K này thì mình nghĩ là cái hiệu năng của nó không quan trọng đâu, bởi vì con 12600K thì nó cũng mát mà anh em. Với lại anh khách anh ấy build máy trên cái tinh thần là đẹp, đẹp là được. Nên là mình thấy anh ấy lấy con này cũng khá là hợp lý. Này, cho anh em xem mặt block này.
không biết là anh em thấy thế nào, nhưng mà với một cái thằng mà không thích nhiều đèn đốm màu mè như mình thì mình nhìn thấy con BC này mình cũng phải công nhận một điều là nó đẹp anh em ạ. Và cái vỏ liền đi này nó như kiểu một cái con mô hình đấy anh em. Nó có rất là nhiều bộ phận mà anh em có thể tháo rời được hết nhá. Cái này mình thấy nó khá là hay và cũng rất là tiện cho anh em build BC. Ví dụ như mình có quên mình nắp cái dây nguồn cho CPU thì mình chỉ cần tháo nhẹ hai cái ốc ở bên trên mặt nóc thôi. Mình đẩy cái hệ thống fan ra là mình có thể lắp CPU rất là tiện dụng rồi, không cần phải tháo fan anh em ạ. Rất là nhiều anh em bây giờ vẫn còn hỏi là cái vỏ bè cá này thì nguồn để đâu. Thì đây xin thưa anh em, nguồn đây anh em ạ. Đây là nguồn đây này. Đấy. Và cái vỏ này thì rất là rộng rãi nha anh em. Cái vỏ này chạy dây rất là sướng luôn. Và anh em nhìn này, dây chạy rất là gọn gàng nha anh em nhé, không lộ luôn. Và cái con fan này này, nó sẽ là một cái cứu cánh rất là tuyệt vời cho anh em nào muốn build những cái con vỏ xịn sò như là Nienni mà không có đủ kinh tế để build full fan Nienni. Nói chung là mình cũng chưa tìm được ra cái điểm chê của con BC này anh em ạ. Và cái vỏ cây này thì hiện tại là mình đang lắp full fan 10 fan này và ba cái fan mặc định của tản nước, tổng là 13 fan nha anh em. Tối ngày hôm qua thì có một em khách em cầm BC đến nhờ mình kiểm tra xem là cái con máy của em ấy tại sao này không full loát được cả màn hình khi mà chơi game. Kiểm tra xong xuôi thì mình có giới thiệu đến cho em ấy cái con vỏ Nienni này. Và trong vòng một lốt nhạc thì em ấy quyết định là đổi vỏ luôn nha anh em. Và kèm theo đấy là em ấy có lắp thêm hệ thống fan như thế này luôn. Cộng thêm là em ấy có charger từ cái mã tản nhiệt nước 2 fan đang dùng sang cái mã tản nhiệt nước 3 fan mới là NT720Y. Một cái mã tản nhiệt nước 3 fan có cái block nước rất đẹp. Và lắp vào cái con vỏ này thì cực kỳ là hợp luôn. Và sau khi mà em ấy mang về nhà em ấy chơi trải nghiệm game thì em ấy có hồi âm lại mình, bảo là cái con máy tính của em ấy sau khi mà nâng cấp lên vỏ đấy thì nó còn mát hơn cả điều hòa nha em ấy anh em ạ. Và đặc biệt là trong cái quá trình mà em chơi game thì cái nhiệt độ của các màn hình so với lại cái vỏ cũ nó giảm được khoảng tầm 10 độ C nha anh em. Mình không nói điêu đâu anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi đi vào test game nhé. Chip i5-12600K này, main thì B660-A Gaming, RAM 32GB, cảm hình GTX 3070 Ti 8GB, GD6X. Còn là băng thông rất là rộng nha anh em, 256 bit này. Và thời lượng trong cái video ngày hôm nay của mình thì cũng hơi dài rồi, nên là mình sẽ chỉ test cho anh em trên duy nhất một cái tựa game thôi. Đấy chính là God of War, một cái tựa game rất là lặng trong thời điểm hiện tại, để cho anh em có thể thấy rõ hiệu năng của cái cấu hình này nha anh em. Hiện tại thì cảm hình đang full loát 100% rồi và nhiệt lên khoảng tầm 77 độ C. CPU thì rất là đủ đỉnh thôi, xung lên khoảng tầm 4400 nha anh em. FPS thì được khoảng tầm lít 2 này, mình show anh em setting này. Đồ họa là Ultra, trên độ phân giải thì chắc là 2K anh em ạ, 2K thật anh em nhé. Max setting. Max setting trên độ phân giải 2K được khoảng tầm 1 lít đến lít 2 nha anh em. Chơi thì khá là ngon lành, mượt mà và ổn định luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình và cho anh em chiêm ngưỡng lại con máy này một lần nữa này. Về cái hình thức đẹp xấu như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nhé, tùy gu thẩm mỹ của từng người. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều.